Các em học sinh thân mến, hôm nay cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em tìm hiểu lịch sử chính. Chương 3: Cuộc vận động tiến tới cách mạng tháng 8 năm 1945. Tiết 25, bài 21: Việt Nam trong những năm 1939 đến năm 1945. Một lớn, tình hình thế giới và Đông Dương. Một nhỏ, tình hình thế giới. Thế giới trong những năm từ 1939 đến năm 1945 có những điều đáng chú ý sau. Thứ nhất, năm 1939, chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. Ngày 1 tháng 9 năm 1939, Đức tấn công Ba Lan, chiến tranh thế giới thứ hai bắt đầu. Sau đó, Anh Pháp tuyên chiến với Đức. Sự kiện thứ hai, ở châu Âu, tháng 6 năm 1940, Đức kéo vào Pháp, Pháp nhanh chóng đầu hàng Đức. Sự kiện thứ ba, ở Viễn Đông, Nhật xâm chiếm Trung Quốc, tiến sát biên giới Việt Trung. Hai nhỏ, tình hình Đông Dương. Đông Dương trong giai đoạn này cũng có những nét chính sau. Thứ nhất, thực dân Pháp ở Đông Dương đứng trước hai nguy cơ. Một là ngọn lửa cách mạng giải phóng của nhân dân Đông Dương sớm muộn sẽ bùng cháy. Hai là phát xít Nhật đang lăm le hất cẳng Pháp. Thứ hai, tháng 9 năm 1940, Nhật tiến vào Đông Dương, thực dân Pháp suy yếu rõ rệt. Thứ ba, vào tháng 7 năm 1941, tại Hà Nội, Nhật Pháp đã ký hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương. Theo đó, Nhật Pháp câu kết với nhau, cùng nhau thống trị và bóc lột nhân dân Đông Dương. Điều này đã làm cho mâu thuẫn giữa nhân dân Đông Dương và Pháp Nhật ngày càng thêm sâu sắc. Thứ tư, mặc dù bị Nhật tước đoạt mọi bề, tuy nhiên thực dân Pháp vẫn thực hiện nhiều thủ đoạn gian xảo để thu lợi nhuận cao nhất. Trước hết, chúng thi hành chính sách kinh tế chỉ huy. Thế nào là chính sách kinh tế chỉ huy? Thực chất là lợi dụng thời chiến để nắm độc quyền toàn bộ nền kinh tế Đông Dương và tăng cường việc đầu cơ tích trữ để vơ vét bóc lột nhân dân ta được nhiều hơn. Thủ đoạn thứ hai là tăng các loại thuế. Riêng các khoản thuế muối, thuế rượu, thuế thuốc phiện trong giai đoạn này tăng gấp 3 lần. Về phía Nhật, thủ đoạn tàn ác của Nhật là thu mua lương thực theo lối cưỡng bức với giá rẻ mạt, chủ yếu là lúa gạo. Chính thủ đoạn tàn ác này đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, đó là làm cho hơn 2 triệu đồng bào bị chết đói vào cuối năm 1944, đầu năm 1945, chủ yếu là nông dân miền Bắc. Các em hãy cùng quan sát những hình ảnh sau và cảm nhận. Thứ năm, nhân dân ta phải chịu hai tầng áp bức bóc lột, một cổ hai chồng, nhân dân rất điêu đứng, cực khổ. Vậy một câu hỏi được đặt ra, vì sao Nhật Pháp lại thỏa hiệp với nhau để cùng thống trị Đông Dương? Vì thực dân Pháp lúc này không đủ sức chống lại Nhật, buộc phải chấp nhận những yêu sách của Nhật. Mặt khác, chúng muốn dựa vào Nhật để chống phá cách mạng Đông Dương, cai trị nhân dân Đông Dương. Còn về phía Nhật, Nhật muốn lợi dụng Pháp để kiếm lời và chống phá cách mạng Đông Dương, vơ vét sức người sức của để phục vụ cho cuộc chiến tranh của Nhật. Nhật Pháp đều chống lại cách mạng Đông Dương, trên thực tế chúng không ưa gì nhau nhưng vẫn câu kết với nhau để chống phá cách mạng. Trong bối cảnh thế giới và Đông Dương tác động không nhỏ đến phong trào cách mạng Việt Nam trong những năm 1939-1945. Để hiểu rõ hơn, các em hãy theo dõi tiếp phần 2, những cuộc nổi dậy đầu tiên. Chúng ta sẽ tìm hiểu về hai cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong giai đoạn này, đó là khởi nghĩa Bắc Sơn và khởi nghĩa Nam Kỳ. Còn binh biến Đô Lương nằm trong chương trình giảm tải.
về cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn. Thứ nhất, hoàn cảnh lịch sử dẫn tới cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn. Có hai ý. Một, Nhật đánh vào Lạng Sơn, Pháp thua chạy qua châu Bắc Sơn. Hai, Đảng bộ Bắc Sơn lãnh đạo nhân dân đứng lên khởi nghĩa. Thứ hai, diễn biến. Khi Nhật đánh vào Lạng Sơn, Pháp chạy qua châu Bắc Sơn, Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân nổi dậy trước khí giới của Pháp, tự vệ vũ trang cho mình, giải tán chính quyền địch, thành lập chính quyền cách mạng vào ngày 27 tháng 9 năm 1940. Nhưng ngay sau đó, thực dân Pháp đã đàn áp khốc liệt, nhân dân ta lại kiên quyết chống lại. Từ trong phong trào đội xung kích Bắc Sơn được thành lập, sau đó phát triển thành cứu quốc quân vào năm 1941, hoạt động chủ yếu tại Bắc Sơn, Võ Nhai. Đây là hình ảnh một số đồng chí ở trong đội xung kích Bắc Sơn, đồng chí Phùng Chí Kiên, một trong những chỉ huy đầu tiên của đội xung kích Bắc Sơn, đồng chí Nông Văn Đôi, thành viên đội xung kích Bắc Sơn, đồng chí Lương Ngọc Ái, thành viên đội xung kích Bắc Sơn. Thứ ba, kết quả. Cuộc khởi nghĩa bị thất bại. Tuy thất bại nhưng đội xung kích Bắc Sơn được duy trì. Đây là lực lượng vũ trang đầu tiên của cách mạng Việt Nam. Về cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ. Thứ nhất, hoàn cảnh lịch sử dẫn đến cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ có 3 ý. 1. Pháp thua trận ở châu Âu, yếu thế ở Đông Dương. 2. Nhật xúi giục quân phiệt Thái Lan gây chiến ở biên giới Lào, Campuchia. Pháp bắt lính Nam Kỳ làm bia đỡ đạn. 3. Sứ ủy Nam Kỳ quyết định khởi nghĩa mặc dù chưa được lệnh của Trung ương Đảng. Thứ hai, diễn biến. Theo như kế hoạch đã định, cuộc khởi nghĩa bùng nổ vào đêm 22 rạng sáng ngày 23 tháng 11 năm 1940 ở hầu khắp các tỉnh Nam Kỳ. Nghĩa quân đã triệt hạ một số đồn bốt, phá nhiều đường giao thông, thành lập chính quyền nhân dân và tòa án cách mạng. Lá cờ đỏ sao vàng đã xuất hiện lần đầu tiên trong cuộc khởi nghĩa này. Thứ ba, kết quả của cuộc khởi nghĩa. Đó là thất bại. Nhiều chiến sĩ cách mạng đã bị bắt và xử bắn ngay sau cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ như Phan Đăng Lưu, Hà Huy Tập, Nguyễn Thị Minh Khai. Để củng cố toàn bộ bài học ngày hôm nay, các em hãy cùng theo dõi sơ đồ tư duy sau. Sau đây, các em hãy làm bài tập theo bảng mẫu sau. Em hãy nhận xét về các cuộc nổi dậy đầu tiên trong cuộc vận động tiến tới cách mạng tháng 8 năm 1945 theo các nội dung sau. Nguyên nhân thất bại, ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm. Phần này các em sẽ làm vào trong vở, suy nghĩ và trả lời, tiết sau cô giáo sẽ chữa bài. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các em.